Phú Yên phát hiện 12 ca mắc COVID-19 mới, một bệnh nhân nguy kịch không có bệnh lý nền. Phú Yên đã phát hiện 12 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 của tỉnh này lên 280 ca. Hiện có một bệnh nhân nguy kịch nhưng không có bệnh lý nền. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, tính từ 17 giờ ngày 3 tháng 7 đến 8 giờ ngày 4 tháng 7, Phú Yên có 12 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại địa phương này lên 280 ca. Trong đó có một ca đã không qua khỏi. Địa phương trong tỉnh này có ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất là huyện Sông Hinh. Hiện thành phố Tuy Hòa đã có 179 ca, huyện Sơn Hòa có 42 ca, có một ca không qua khỏi, thị xã Đông Hòa 11 ca, huyện Tuy An 17 ca, huyện Sông Hinh 22 ca, huyện Tây Hòa 5 ca và huyện Phú Hòa 4 ca. Trong 12 ca nhiễm mới thì có 2 ca là F1 và F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện. 10 ca F1, F2 đang được cách ly thuộc vùng phong tỏa. Ngành y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định. Hiện Phú Yên có 279 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trong các bệnh viện. Trong số này có 2 bệnh nhân, là bệnh nhân 14.125 và một bệnh nhân mới vào viện chưa có mã số bệnh nhân, diễn biến nguy kịch, một bệnh nhân đang thở máy và lọc máu nhân tạo, không có bệnh nền và một bệnh nhân đang thở máy, chưa khai thác đầy đủ bệnh sử vì chưa liên lạc được với người nhà. 4 bệnh nhân viêm phổi nặng, nguy cơ phải thở máy, trong đó có 3 bệnh nhân có bệnh nền, còn 1 bệnh nhân không có bệnh nền, 15 bệnh nhân viêm phổi mức độ trung bình và nhẹ, 258 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.